Tôi là Miss đây, và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái tựa game, nó tên là Direct, tức là ông kẻ. Thì cơ bản là ông kẻ đã được biết đến từ rất là lâu đời rồi, nhưng mà tại vì tôi chưa có trải nghiệm cái tựa game ông kẻ này, cho nên là trong video ngày hôm nay tôi sẽ đến với ông kẻ, hay còn gọi là ông ba bị. Và trước khi bắt đầu video thì có 89% người xem video của tôi chưa bấm nút đăng ký kênh. Anh em hãy mau chóng kéo xuống và like với đăng ký kênh để tạo động lực cho tôi ra những video hay và chất lượng hơn ha. Ủa tao có căn nhà này ngon mà. Từ từ, căn nhà đi trốn. Tao đang giữa rừng. Mày kiếm căn nhà có tao trong đó. Tao đang ngay cái chỗ chỗ sưa điện á, biết chỗ đó không? À biết. Nhưng mà biết chỗ đó mà không biết tới đó. Rồi qua tao đi, qua tao an toàn lắm mình. Từ từ, đang qua nè. Bao lâu nữa ông kẻ xuất hiện? Trời tối giờ đây, trời sáng giờ chưa đâu. Tao ở ngay cái chỗ tòa tháp á, leo lên đây cái đường hành tụ. Nói chung hình như chỗ tao nằm ở rìa map á mình. Ây da. Ừ, nó rìa map mình rồi. Sắp chết rồi. Nhảy qua tao đi. Mới nhảy lầu. Nhạc ông kẻ chiêu thế nhờ. Rồi hết chiêu rồi, tối rồi. Tao núp. Tao đang nghe nhà kho. Tao núp rồi, tao sợ. Có cách tí nào, vậy? Có cách nào ra hiểu không? Có, tao có cái radio nè. Thấy mồ giờ sao tao, tao đang giữa rừng. Tao, tao. Tao sợ. Mày sợ chứ tao sợ hơn nè, tao đang đi ở giữa rừng nè. Trời, xung quanh tao toàn cây cối với mấy cái chùm lá không à. À đây, 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 phải nhà này không? Đâu đâu. Mày đâu? Nè. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vô, 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 vô. Rồi, đóng cửa lại. Hên. Cái này là, luôn, cái này là cái gì vậy? Ủa? Bật lên, tắt cái đó cái đèn. Đâu ngờ. Ở đây có xác quân đội nè. Ở radio dùng sao? Đâu mày phản hồi đâu coi. Ê, cái gì vậy? Nó đó, nó đó, từ từ, chú vô đây, cất cái radio đi. Bấm cái gì mà là cục. Thôi tắt đèn đi mày ơi, để đèn nguy hiểm quá à. Cất cái đèn pin. Mình ơi. Im lặng. Nó đang phía mày đó. Ở đây, 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 thấy nó rồi nè. Thấy nó không vậy? Ôi, nó dùng cái đi ngang qua từ từ. Gì á? Gì ông sùm vậy? Mở đèn, mở đèn, mở đèn. Ôi, nó có vô được không vậy? Được, nó đập cái kia. Tao từ từ, tao không có thấy nó. Kìa, mày ngó lúc nhà đi. Mày bình tĩnh rồi. Ủa? Mở cửa, mở cửa. Nằm rồi mày ơi. Nằm rồi. Ta tưởng là mày đối với cửa trước. Nãy giờ tao lo tao nhìn cửa trước không. Kêu mày nói là nút nhẹ. Nó thủng lỗ kìa. Tao đâu biết, nãy giờ tao tưởng cái cửa trước. Nãy giờ ngồi cứ chăm chú nhìn vô cái cửa trước. Ghê vãi. Ở sau lưng mày nè. Ủa nó mày vẫn trời tối hả? Cái hướng đó. Đua 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 cây ơi, đua đua. Cứu. Chạy đi, ôi nó đổ tao rồi. Nó đổ qua tao rồi, trời ơi trời trời. Cứ chạy đi, cứ chạy đi. Trời ơi. Từ từ, từ từ. Ê, mất dấu, mất dấu, mất dấu, mất dấu. Thôi, đi bộ. Ân á. Tao chạy trước. Chữ. Ê, mày kiếm cái tháp canh á. Cái tháp canh là cái nơi trụ được á. Dạ. Trời, stamina có hạn rồi, sắp hết rồi. Không bị gì vậy? Không giết tao luôn đi, cho tao nằm cái gì? Tại nó đổ bông tiêu qua được tao nè. Tao nghĩ mình nên núp ở cái hấp canh á. Giờ quan trọng là nó nằm ở đâu lấy núp. Ông gì ta sẽ đi kiếm cái súng bắn thính. Súng bắn thính hả? Cây súng pháo hả? Đúng rồi, bắn thính thôi để có đồ. Ờ, cái hấp canh rồi, leo lên, leo lên.
Ê, ê, tụi bay đừng có bỏ tôi chứ. Từ từ, tao lên hấp canh, tao phát đèn cho mày tìm. Thấy chỗ nào sáng không? Thấy. Thấy chưa, tao nói rồi. Lại. Lên, từ từ. Tắt, tắt đi. Họ nó tới đó. Nó tới nhảy lầu chứ sao. Tao nó hiểu. Con này leo lên được. Đứng trên này. À, cái gì vậy? Ủa từ khi nào vậy? Tao cứu tao, giờ tao lết luôn rồi. Tao đang lết nè, tao lết ở trên này tao xuống không được. Ê, tao ngồi vậy được nè, mày đâu? Leo lên đây Khang, leo lên đây. Giờ tao yếu luôn. Ủa leo không được hả? Leo được mà. Ừ, đang kiếm cừu đây, tao đang run. Đây, tao đang leo xuống nè. Rồi. Mày đâu leo xuống, leo lên đi. Thấy đâu không? Rồi, lên đi, lên đi, đẩy, đẩy, đẩy. Rồi, đẩy, đẩy đâu lên. Bật đèn nó thui rồi. Vậy tao bị máu chè. Trời. Ở đâu vậy? Nãy hay lắm, tao quay dưới nhìn mày. Tao nhìn mày sao cái đây. Ông kẹo ông leo lên. Cái nói chung là không có chỗ nào an toàn hết á. Để tới nè. Ờ đứng này thì chắc nó giết đâu. Mày chắc không vậy? Thì có điện chắc đụng vô nó bị liệt. Đứng này ghê quá à. Ai à. Trời ơi, đừng có để giật điện. Ôi sau lưng á. Ôi trời sáng. An toàn. Trời sáng. Ui da. Sáng rồi. Đi kiếm đồ. Lướt đồ đi mình. Kiếm cái nhà mua đồ á, thằng nào mua giùm tao cái la bàn kia, tao có cái máy dò hính nữa. Không biết cái tao cũng biết đi ngay trong đây nè. Không, đâu phải chỗ này. Chỗ này chỉ là manh mối thôi. Manh mối là đó. Trừ 35, 15 với 94. Thì đó, nó đó giờ phải mua cái la bàn á. Đấy, tao mua la bàn cho. Trừ 35 là cái hướng đi tới. Trừ 35 với nhiêu tao quên rồi. Tao bị mất tờ giấy rồi. Thì tao mua đồng hồ ha. Thôi tao mua bản đồ đi. Rồi, có bản đồ rồi. Rồi, nhìn bản đồ xong cái tao không biết tao đang ở đâu luôn. Lẹ mày. Sao tao đi. Ơi là tao đi rồi. Mua cái đồng hồ. Rồi, thấy nó thấp thanh. Gì ở The Power Must Be. Biển. Ủa tao lại mình rồi. Hàng shop nó đóng cửa rồi. Tao cố tình tao đứng vô hết. Canh tao tắt đèn tao núp không được. Lèo vô nó vố tao một cái. Trời ơi là trời. Đến lượt tao rồi. Chạy gì nổi với con này nữa. Trời tao chết quá mày ơi. Trời tán cái nằm mày. Tao đi trốn đây. Ơi tao có cái hàng gì vậy? Cái hàng của nó đó, hàng của ông kẹ đó. Ủa vậy hả? Thấy m*** rồi. Ừ tao đang sửa điện. Nó có cái hành tụ là giết ông kẹ xong rồi đem cái thằng ông kẹ về hang á, là cái hang đó đó. Điện về. Có sáng là được miếng không? À trời ơi, tao mới sửa điện tao. Mày bấm cái gì? Trời ơi trời. Mày còn nhớ vị trí của cái tọa độ không? Tôi video rồi. Có cái giếng này nhảy xuống được. Ơi trời, nhảy xuống không được. Không được. Cắt đuôi ông kẻ rồi. Cái tính mạng của tao nó đang rất là nguy kịch. Tao đang kiểu chơi bình ổn. Trời ơi. Vậy thì kiếm cái súng thích, không biết nằm đâu. Đang súng thích cái là sao vậy? Mày biết cái cây súng súng pháo không? Súng mà bắn ra cái tín hiệu cầu cứu á. Ờ biết. Đó cây súng đó, cái đó là súng thính á. Giờ đi bơi theo cái xe lăn. Trời nó cộng đến 95 điểm lận. Nhiều phết đấy. Game này có event không ta? Kiểu như là một sẽ có một cái đêm đặc biệt hơn những đêm còn lại đó. Nó có vụ đó không vậy? Có đêm đậm đặc. Đêm đậm đặc. Mà hình nó đỏ chót luôn mày. Con đó chạy đúng lẹ luôn. Thằng giống Andrew Munsey quá vậy. Ừ tự vậy đó.
Rồi mua cái cây đập ông kẹ nè. Cái cây súng thính bỏ 49 robot cho mua. Cho nó nhanh hả? Này có gì hôm tao mua medkit. Có gì tao sắp chết thì tao sẽ đứng vững hơn trong cái con đường bỏ trời. Tụi mình còn 47 phút, 47 giây. Còn 47 giây hả? 40 giây nữa. 40 giây nữa trời sẽ tối. 40 giây nữa làm ăn gì giờ trời. 15 giây, 15 giây. Kiếm cái nhà, cái nhà. Chưa, phải đợi giây. Phải đợi trời tối rồi đợi ông kẻ ra khỏi hang nữa. 2 1 0 tới luôn. Rồi. Vừa tới mà. Đứng mặt đèn không? Không, khang á. Cái lúc mà vô đây tao kêu là tắt đèn đi, cái nó kêu thôi bật đi. Ê bờ từ. Đứng đứng đây mình, đứng đây, đứng chỗ tao đứng rồi, đứng đây. Leo lên trển hả? Xin lỗi, xin lỗi. Ừ. Leo sao được, nó cách một khúc vậy luôn sao mà leo. Muốn hết trời tối tầm 8 phút, vậy là một đêm là 8 phút. Cái đồng hồ mày cái chủ chốt mà lôi gì. Sao nó chứ nó lại là mở cửa chạy á. Không đứng đây được. Ok ok. Giờ đứng trụ thôi, đỡ hơn phải đi lang thang ngoài. Mày biết nãy giờ mấy game là tao toàn đi lang thang ở trong rừng không đó. Cái gì? Ây à, tôi tắt đèn mình, tắt đèn mình. Mày mới bị nó đang điếu ngoài. Rồi, không ổn rồi, tao bị luôn rồi đó. Còn bỉnh đuôi kìa, thấy khô không? Bỉnh nằm rồi. Ôi, nó lẹo đúng nhà, nó lẹo nhà. Đúng, tao nói chưa, từ từ. Tao sợ. Mày chạy luôn rồi hả? Ừ, á. Được. Thôi tao chạy đi. Ơ, tao có flag in nè. Bắn đi. Bắn lên, bắn lên. Bắn luôn hả? Ừ, bắn luôn. Bắn đi. Để bắn tao định... rồi. Rồi ok, để tao định vị. Có cái máy bay. Máy bay nó giao đồ tới Khang. Rồi rồi rồi. Hướng nào ta? Hướng nào? Tao nghe đâu bên trái nè. Ừ, con cái con nó đang gần á. Yên tâm, tao là tăng cơ mà, tao còn cả... thấy mồ. Đùa đùa đùa. Trời ơi. Ê đồ nè mình. Mày loot đi. Bên. Đâu 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 đâu. Ê, sau lưng. Sau lưng rồi đâm thẳng lên, đâm thẳng lên. Ráng loot đi nha. Đây. Sau lưng, rồi đâm thẳng lên. Ừ. Hai thằng bay tranh thủ rồi, đang bị rượu. Ừ, mở cái này phải đè e luôn á. Thấy mồm mấy tao trụ được không nữa. Có đèn pin. Đang xây sở với ông kẹ đó. Nãy giờ chạy hai cặp với nó rồi đó, hên rồi. Chạy thoát đó. Đây. Đi. Đồ chơi. Cái máy phát tín hiệu. Đâu mày phát hư rồi. Ủa cái máy phát tín hiệu đó là cái gì? Định vị ông kẻ ở đâu mà? Nó. Ừ đúng rồi. Đâu cho tao coi ké rồi. Ừ. Ừ 96. Trời trước mặt đó, từ từ lùi đi. Tao có tiêu vơi rồi, tôi cứ bình tĩnh. Ờ mình có tiêu vơi mà. 71 ơi nó kìa. Mình rồi lùi sao hết rồi. Từ từ, đây. Kìa. Thôi không xin nhờ đâu mày ơi, làm chậm thôi. Đuôi luôn đi, quẹo đuôi luôn. Ổn không? Mất dấu rồi, ổn. Khang lấy cái máy dò ra, dò nó. Rồi mất liên lạc rồi, mất sóng rồi. Bên tao mất sóng nha. Nãy giờ là đêm nào cũng chết hết đó. Cho nên là đêm nay là phải sống sót cho bằng được. À cái hộp nãy của tụi bay nè đúng không? Ừ, rồi. Ôi, người chứ đừng có... Trời ơi! Trong cái hộp nó có cái lọ gì màu vàng á, cái lọ đó tác dụng là gì? Những đứa tăng lực đó. Màu vàng đó. Tại à. Tại chỉ có mỗi người lấy được một món trong cái thùng đó thôi. Tao lấy cái nước tăng lực á. Tao leo lên đi ba. Trời chạy hoài luôn hả trời. Nó leo. Ủa? Nó leo lên rồi. Thấy mồ. Ờ đúng rồi. Ôi trời ơi. Tồi. Tao nghe thấy tí rồi tao chạy chứ. Tao phải sống sót qua đêm nay. Rồi tao bất an quá không biết còn mấy phút luôn á. Tại một đêm rồi nó cứ tính là 8 phút á. Ê. À mất điện. Mất điện, sửa điện đâu vậy? Nãy mày nghe cái tiếng máy phát điện nó nổ ở đâu mày?
Ê, sáng rồi. Ông kẻ sau lưng đâu? Nè, ông kẻ nó chạy nè. Đuổi nó. À, tao thấy ông kẻ chạy đang chạy theo nè mày. Kìa. Đó nè. Chạy đâu vậy? Đuổi nó. Tao hết stamina rồi. Tao cũng. À, cái hang của nó nè. Vậy là mỗi buổi sáng nó sẽ chạy về cái hang này hả? Đúng rồi. Vậy là đêm nay tao đã sống sót qua ông kẹ. Nếu mọi người muốn xem tiếp cái game ông kẹ này thì hãy comment phía dưới để mình biết mình làm tiếp về con game này ha. Và mình là Miss. Nếu mọi người hãy nhớ để lại cho mình like với một đăng ký kênh, và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.